Mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp nhận một xe Exciter 150. Thì xe này khách hàng mang đến là có cái hiện tượng là khi đèn báo lỗi bật lên là không thể nổ được. Đấy, và thỉnh thoảng thì lại xảy ra cái tình trạng như vậy. Đấy. Và lúc khách hàng mang đến thì mình cũng đã thấy là khách hàng đề khởi động xe nhưng mà đèn báo lỗi hiện lên sáng liên tục và không nổ được máy, vẫn khởi động được nhé, vẫn đề được nhưng xe không nổ được. Đấy. Vừa rồi mình thử thì lại nổ được bình thường. Đấy. Và cũng chưa biết là lỗi gì. Đấy. Khi bật lên là không đèn không báo lỗi này. Đấy. Giờ lại nổ bình thường. Đấy. Nhưng mà cứ khi nào mà đèn báo lỗi bật lên là tắt máy và khi khởi động là không khởi động được nữa, không đề được nữa. Mình sẽ nói không đè được nhưng không nổ được nữa nhé. Đấy. Đè được nhưng không nổ được. Đấy. Mỗi khi đèn báo lỗi hiện lên thì mình cũng đã chuẩn bị máy Motoscan ra đây để mình kiểm tra. Đây mình cũng đang chuẩn bị thôi chứ còn mình cũng chưa kết nối máy để kiểm tra xem là nó là nguyên nhân do làm sao. Đấy, thì với dòng xe này thì rắc độc lỗi nằm ở ngay dưới cạnh ắc quy bên phải xe. Đây chính rắc độc lỗi này. Đấy, anh em rút ra nhé. Đấy. Rồi sau đó anh em cắm rắc vào. Thì máy Motoscan các loại thì bây giờ có rắc độc lỗi mới. Đấy, anh em nhìn rắc độc mới. Anh em chỉ việc cắm vào là xong thôi nhé. Đây, anh em cắm luôn vào thế này cho mình là xong. Đấy. Với dòng xe có ổ khóa thông minh thì anh em cắm cái dây C này vào phía bên cái rắc bên đây nữa. Đây này, cái rắc anh em vừa rút ra này. Đấy, thì dây Calai nó mới được nối liền nhá. Đấy, nó vòng qua máy của mình thì nó mới truyền mã được thì xe mới nổ máy được nhé. Đấy. Rồi, sau khi mình đã kết nối thì bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra xem xe bị lỗi gì. Đấy, và mình sẽ vào máy Motoscan Tab để mình kiểm tra. Rồi, mình tiến hành vào phần mềm Motoscan Tab này, xong mình bấm vào kết nối với hệ thống OBD trên xe. Mình chọn xe của hãng Yamaha và mình bấm vào mục tìm xe tự động. Đấy, thì các kiểu rắc kết nối thì anh em thấy ở trên màn hình là có hướng dẫn kết nối hết rồi, cũng như là rắc độc lỗi nằm ở đâu, đúng không ạ? Đấy, chỉ cho ta luôn biết là cái vị trí rắc độc lỗi của dòng xe này nằm ở chỗ nào và phương pháp kết nối rất là rõ ràng. Đấy, rồi có kiểu 1 này, kiểu 2 này, đúng không ạ? Đấy, rồi kiểu 3 này, kiểu 4 này, kiểu 5 này. Đấy, rất là rõ nhé. Đấy. Rồi sau đó anh em bấm tiếp theo. Mình đã kết nối rồi. Yêu cầu tắt khóa điện đợi trong khoảng 5 giây, bật khóa điện đợi 5 giây sau đó bấm nút. Rồi bây giờ mình tiến hành mình tắt khóa điện này. Bật khóa điện này. Đấy, riêng hãng Yamaha thì anh em này cứ phải tắt điện và bật khóa điện như vậy. Vâng. Với hãng xe Yamaha thì anh em biết là hãng xe này là hãng xe Yamaha và tên xe là gì rồi, đúng rồi. Thì có một thêm một thao tác là anh em tìm luôn cái tên xe. Vậy xe của mình là Exciter thì mình bấm luôn đây. Rồi, anh em kết nối với hệ thống động cơ. Đọc mã lỗi. Rồi, lại yêu cầu tắt khóa điện đợi 5 giây, bật khóa điện đợi 5 giây sau đó bấm nút. Rồi. Mình lại làm theo đúng thủ tục. Mình sẽ bấm nút này. Rồi, rất nhiều mã lỗi đúng không ạ? Đấy, lỗi 30 này, lỗi 44 này, lỗi 96 này. Rất nhiều mã lỗi. Mình thử bấm vào cái lỗi mã lỗi 30 xem nào. Lỗi mạch tín hiệu cảm biến góc nghiêng của xe. Rồi. Vậy thì lỗi mạch này là xe cũng không nổ được, đúng không ạ?
Rồi, mình bấm trả lại. Mình kiểm tra lỗi 44. Lỗi bộ nhớ EEPROM liên quan đến khí thải CO. Rồi, lỗi bên trong ECM giá trị điều chỉnh khí thải CO không được ghi hoặc đọc đúng. Rồi, vậy thì ta tìm một cái lỗi tiếp theo. Lỗi 96. Lỗi nguồn điện cung cấp. Rồi, con này có khả năng là liên quan đến, anh em biết là lỗi nguồn điện cung cấp là anh em biết là khả năng là cái lỗi này là lỗi liên quan đến tiết chế chỉnh lưu nhá. Lỗi tiết chế chỉnh lưu đấy. Khi mà điện áp vượt quá ngưỡng cho phép thì ECM sẽ không cho phun xăng nữa và anh em có ga lên thì xe cũng không lên được nữa và sẽ nổ lốp bụp nhá. Đấy. Vậy thì bây giờ mình tiến hành mình xóa lỗi đi đã. Vậy thì bây giờ mình nghi ngờ nhất là nghi ngờ cái lỗi của cảm biến góc. Mình sẽ tiến hành xóa mã lỗi và reset lại ECM đã. Rồi, tắt khóa điện. Tắt khóa điện này. Bật khóa điện này. Rồi, xóa mã lỗi thành công. Rồi, bây giờ ta thử đọc lại mã lỗi nhé. Bật khóa điện này. Rồi, không có mã lỗi lưu trong ECM. Đấy. Vậy thì bây giờ trong ECM của mình là không có mã lỗi và mình phải cho nổ máy. Và mình phải cho nổ máy và đi thử để xem kiểm tra xem là khi mà đèn báo lỗi bị sáng lên và mình đọc xem là lỗi gì. Và kể cả có một cái lỗi lịch sử thì mình cũng biết ngay được cái lỗi đấy là cái lỗi gì xảy ra. Rồi, mình cũng đang cho xe nổ máy và mình cũng đang kiểm tra cảm biến góc xem là có vấn đề gì không về dây điện. Đây thì mình cũng vừa rồi cũng lôi ắc quy ra đây rồi anh em này. Đây, mình lôi ắc quy ra rồi. Cảm biến góc thì nằm ở ngay đây thôi. Đây chính cảm biến góc này. Đây, mình cũng đang lôi ra để xem là có cái gì bất thường không. Vì xe này mình nghi phần lớn là bị cảm biến góc có vấn đề. Đây, bởi vì xe vào là không nổ máy được luôn. Tất cả những cái lỗi mà khi mà anh em đọc nó là lỗi quá khứ rồi thì mình cũng chưa khẳng định 100% nó là cái lỗi gì lúc hiện hành đang bị làm cho xe không nổ máy đâu nhé. Nhưng mình nghi là nghi cảm biến góc đây. Đấy, vậy thì anh em xóa hết đi rồi. Bây giờ nếu mà có một cái lỗi nào mà có hoặc là kể cả mà lỗi nhưng anh em chưa kịp cắm máy nhưng mà xe lại nổ được thì vẫn lưu trong ECM thì anh em biết ngay là cái lỗi đó là cái lỗi gì gây cho xe không nổ máy. Rồi, dây thì kiểm tra bằng mắt thì vẫn bình thường anh em ạ, chưa có cái hiện tượng gì gọi là bị đứt hoặc là chuột cánh rậm gì cả. Đấy. Vẫn chưa thấy có hiện tượng gì. Đấy. Vậy thì với xe này thì chắc chắn là mình phải đi rồi. Đấy. Đi xem là lúc nào có cái hiện tượng thì mình phải cắm máy mình kiểm tra ngay. Đấy. Chứ còn trước mắt là chưa xác định lỗi 100% là cái lỗi gì mà lúc đầu tiên khách hàng mang đến mà mình nhìn thấy cái đèn báo lỗi hiện lên. Đấy mà lại không nổ được máy. Bây giờ thì lại nổ bình thường. Đấy. Rồi, vậy thì video này mình phải có thể mình sẽ phải quay làm hai phần. Đấy, và mình tạm dừng cái phần này đến đây đã. Và mình phải chạy thử đã để khi mà
xe mà xảy ra hiện tượng lỗi thì mình lại quay tiếp và mình cắm máy để mình kiểm tra đấy, để gì anh em xem, để anh em cũng nắm được cái bệnh của cái xe này. Và sau một hồi mình để xe tại chỗ thì bây giờ nguội máy và mình bật khóa điện lên thì đúng là không khởi động được anh em ạ. Đây, và đèn đã báo lỗi rồi. Đây này, không đề được đâu. À, đề không nổ đâu anh em nhé. Đây này. Không nổ và đèn cứ báo lỗi. Rồi, chính là như thế này chúng ta mới dễ kiểm tra xem là bệnh gì. Bây giờ mình kết nối với máy Motor Táp đã. Cầm cầm máy Táp vào đây. Đây rồi, đây rồi. Thôi thôi, cái đấy để làm sao? Được rồi. Rồi, sau đó bây giờ mình vào màn hình máy Motor Táp để mình kiểm tra nhé. Rồi, mình kết nối với hệ thống OBD trên xe Yamaha, tìm xe tự động. Tiếp theo, yêu cầu tắt khóa điện để mình tắt khóa điện đấy nhá. Bật khóa điện này. Ừ, rồi rồi, cứ để đấy cho anh ấy được. Chưa được. Ừ, về nhá. Tắt khóa điện này. Bật khóa điện này, mình thao tác lại. Đợi 5 giây, anh em cứ bình tĩnh thôi. Chưa được. Không kết nối được với ECM của xe, có thể do lỗi rắc dây nối. Rồi, để mình kiểm tra lại nhé. Khả năng là mình cắm chưa chặt. Vâng, và anh em thấy là gì? Xe không thể kết nối được với lại máy đọc lỗi. Có nghĩa là mình đang nghi, không cẩn thận là sẽ lỗi bên trong ECM rồi. Vậy thì mình lại phải tháo ECM ra để mình kiểm tra trực tiếp ECM xem là có lỗi gì bên trong không nhé. Và sau khi mình đã tháo dỡ xe ra, mình kiểm tra và qua công tác đo đạc thì mình đã phát hiện ra cái vị trí mà gây lên cái lỗi này. Thì mình tháo ra thì mình nhìn thấy một cái cụm như thế này. Đầu tiên thì mình cũng nghĩ là nó ở cái bộ phận rắc đèn chập chạp như nào đó. Đấy. Rồi ECM lỏng lẻo nhưng không phải. Em ECM đây. Không phải nhá. Để mình tắt quạt thì cho nó đỡ sôi đã. Đấy, anh em nhìn này, đường dây điện thì đấu trông rất là sợ. Đây cũng là cái tình trạng gây lên là chập chạp mà không cẩn thận là cháy xe này. Đấy. Dây thì bé như cái tăm, trong lõi đầu thì không có. Đấy, xe rất chế cháo. Và cuối cùng thì cái nguyên nhân chính mà gây nên cái hiện tượng thỉnh thoảng xe lại khách hàng không nổ máy được. Và khi mà nổ được rồi thì khách hàng lại không phát hiện ra. Và ngay như mình kết nối với xe thì có lúc xe bị đấy thì cũng không kết nối được. Thì máy có cho ta các thông tin như vậy. Thì mình cũng kiểm tra nguồn cho ECM. Thì đây chính là cái vị trí mà bị rắc, bị lỏng lẻo và ECM thì lỏng lẻo cho nên là không nổ được anh em này. Đây này, chính là cái rắc này. Đấy, anh em vừa thấy điện nó tóe chưa? Đây. Đấy, đấy. Đấy. Lúc được lúc không anh em nhé. Đấy.
đây chính là cái vị trí mà gây lên cái hiện tượng bị như vậy. Đây, mình cũng đã phải tháo hết xe cánh yếm ra để mình kiểm tra. Đấy. Vậy thì cái này mình cắm chặt lại là nổ thôi. Đây là mình cắm chặt lại nhé. Đấy, anh em thấy nó lỏng, điện nó tué ra như thế rồi mà. Bóp chặt lại. Được rồi. Đấy, anh em thấy không? Nổ ngay. Để mình hạ xuống xong rồi mình kết nối với xe nhé. Mình vào đọc mã lỗi này, tắt khóa điện này. Bây giờ thì chắc là kết nối với xe là ngon rồi. Bật khóa điện này. Rồi, lỗi 41. Lỗi 41, mã lỗi lịch sử. Để mình kiểm tra xem nào. Đứt hoặc chập mạch tín hiệu cảm biến góc nghiêng. Rồi, cái này thì cái lỗi này là mình tạo ra thôi. Bởi vì lúc nãy mình cũng nghi là cảm biến góc nghiêng. Mình cũng vì cái lỗi quá khứ thì lúc nãy anh em xem rồi đúng không ạ? Nó cũng có liên quan đến cảm biến góc nghiêng thì mình cũng cứ thử giả lập xem sao. Đấy. Mình đang giả lập tín hiệu cảm biến góc nghiêng nhé, chứ không cảm biến góc. Đấy. Mình chỉ cần dùng một cái điện trở 1,4K thôi. Đây anh em nhìn này. Đấy, đây cảm biến góc nghiêng mình đang vứt ra đây này. Đấy. Đấy, 1,4K đấy. Đấy, anh em nối dây tín hiệu với lại dây mát rồi là xong nhé. Đấy. Là xong, mình cũng đã có một cái video hướng dẫn anh em làm cái giả lập tín hiệu cảm biến góc nghiêng của xe Exciter này rồi. Đấy. Đấy. Khi mà anh em bị hỏng cảm biến góc nghiêng, anh em chỉ cần giả lập như này là được nhé, cũng không cần cảm biến góc nghiêng vẫn cứ nổ. Anh em thấy chưa? Mình vẫn bỏ ra ngoài này. Đấy. Chỉ cần một cái điện trở thôi nhé, 1,4K là xong. Đấy. Thì cái lỗi này là lỗi là do mình tạo ra thôi, chứ không phải là lỗi trước của xe. Trước đây thì có 3 lỗi thì mình đã xóa rồi, anh em xem từ đầu anh em cũng nắm được rồi. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình xóa lỗi thôi. Đấy, vậy thì bây giờ kết nối với xe tuyệt vời rồi anh em ạ. Đấy, thì nếu mà trong tương lai mà anh em có thấy lỗi cảm biến góc nghiêng như này thì anh em cũng biết cách giả lập tín hiệu. Đấy, anh em loại trừ cảm biến góc nghiêng đúng không ạ? Đấy, đây có sơ đồ đàng hoàng rất tuyệt vời. Đấy, anh em có thể phóng to ra. Đấy, anh em nhìn được là đâu là dây tín hiệu đúng không ạ, đâu là dây mát. Vậy thì giả lập tín hiệu cảm biến góc nghiêng thì anh em chỉ cần nối cái dây mát này, chân GND này. Đấy, anh em nối với chân LA này. Đấy, chân 19 và chân 20 là xong nhé. Còn cái chân nguồn VCC này. Đấy, chân nguồn 5V thì anh em không cần, để bỏ trống không sao cả nhé. Đấy, bây giờ mình tiến hành mình xóa mã lỗi nhé. Xóa mã lỗi và reset ECU luôn. Rồi, mình tắt máy. Để mình cắm luôn cảm biến góc nghiêng vào đã. Được rồi, mình đã cắm cảm biến góc nghiêng xong. Mình bật khóa điện này. Rồi mình tiến hành mình xóa lỗi và reset luôn. Rồi, xóa mã lỗi thành công. Đấy thì anh em với cái hãng xe Yamaha thì anh em chỉ cần xóa lỗi và cũng là bao gồm một chức năng nữa là reset luôn nhé. Anh em không phải làm thêm một cái thao tác như hãng Honda là anh em xóa lỗi và anh em lại phải khôi phục lại cài đặt gốc. Đấy, và hãng Yamaha là làm luôn một lèo luôn, anh em thấy không? Xóa lỗi và cũng đồng thời là reset ECM luôn, rất là tiện lợi. Thôi, bây giờ mình cho nổ máy 10 phút thôi.
Đấy, vậy thì cái xe này thì nó là cái bệnh như vậy anh em ạ. Đấy. Nhiều khi xe nó hỏng nhưng mà nhiều khi nó không hỏng một cách liên tục mà thỉnh thoảng nó lại bị xong nó lại được, thì cái này là kết luận là do cái đường dây đấy ở cái vị trí ngã ba ấy nó chập chờn ngay chỗ ổ khóa nhé. Để anh em cũng nắm được và mình cũng đã tìm ra. Thì anh em nhớ nhé, anh em là chưa có máy thì anh em tìm những cái bàn bệnh nhiều khi là cũng rất là khó khăn, bởi vì anh em cũng chả biết là cái lỗi gì, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà đây là cái trường hợp có máy nhưng đầu tiên là xe không nổ và mình kết nối máy là không được, đúng không ạ? Không được thì mình phải nghĩ đến nguồn ESM hoặc là ESM có vấn đề gì không. Đấy, nếu như mình kiểm tra đo đạc các điều kiện tốt thì mình mang ESM ra mình dùng sợi cáp kiểm tra ESM, mình sẽ kiểm tra trực tiếp ESM luôn, mình cũng biết được ESM có tốt hay không. Đấy. Và anh em nhớ nhé, dòng xe này thì rắc độc lỗi nằm ở đây nhé. Đấy. Rắc độc lỗi nằm ở đây. Đấy. Rồi, giờ thì tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Đấy, chỉ có cái điều là khách hàng thì cũng đã độ chế xe, đấy, dây điện thì có thể nói là nói đúng ra như một cái bôi rác luôn, không làm sao cả. Đấy. Chẳng buộc rất là sợ. Cho nên là anh em xe cộ nhiều khi là khách hàng đấy không biết là cứ đi độ chế là rất là nguy hiểm nhé, đặc biệt là mở tua đó thì chỉ có phá xe là thôi nhé, tốn xăng khói đen không làm gì cả. Rồi còn về cuối video thì cũng như các video khác, anh em cần tài liệu sơ đồ mạch điện đấy, cũng như là các dòng máy Motoscan đấy, rồi là các đồng hồ đo điện của Nhật Bản Kyojitsu, cũng như là các bộ kiểm tra áp suất nén trong xi lanh động cơ và áp suất nhiên liệu. Đấy, rồi các cáp và kiểm tra ECU, dòng ECU nhỏ cũng như là dòng ECU xe ACG. Đấy, thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình nhé. Đấy. Đây là bộ cáp mà DTD ô tô mới ra, đây là bộ cáp test ESM dòng xe đề ACG nhé. Đấy. Đấy, rồi các bộ phụ kiện đa năng tùy chỉnh công suất động cơ, chẩn đoán lỗi và chống trộm. Đây. Cho người dùng xe máy bằng điện thoại di động, đây là bộ AFO3 cũng như là bộ AFO4 nhé. Đấy, AFO4 thì chỉnh online luôn bằng điện thoại luôn nhé. Đấy. Đồng hồ đo điện thì anh em cũng đều nắm được rồi, đúng không ạ? Đấy. Đồng hồ Kyojitsu của Nhật Bản luôn. Đấy. Rồi các bộ đồng hồ đo áp của DTD ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đấy. Cho thông số rất là chính xác và bền bỉ. Đấy. Thì mọi thông tin thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại là 0979 407116, mình sẽ có những tư vấn cụ thể cho nhé. Rồi, mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.